suất 40 khay trứng dế. Cái này là suất đi đâu? Vinh à? Vinh. Vinh à? Suất đi thành phố Vinh buổi tối. Buổi chiều tối gửi xe. Mũ bảo hiểm chưa? Gửi xe tối để sáng mai khách hàng nhận. Khách hàng đầu tư tăng gói. Khách hàng đầu tư tăng tăng gói thêm gói 12 triệu để bán thêm dế thương phẩm để cho Trang Thái Xuân. Đây là thời tiết của mùa đông miền Bắc, mọi người mặc áo dép rồi. Khách hàng vẫn bán dế và mua dế tấp nập tại Trang Thái Xuân. Chính thật mua dế thì hiện tại chúng tôi cũng khá phổ biến rất kỹ nữa. Bà con chăn nuôi dế vào mùa đông sẽ tăng thêm nhiệt lên để giữ ấm cho dế. Dế trong lớn và vẫn bán trên 30 ngày là bán ngược lại cho Trang Trại Thanh Xuân rồi. Bà con tham khảo tại website trangtraithanhxuan.com và các kênh YouTube Trang Trại Thanh Xuân từ kênh 1 đến kênh 5. Xin mời bà con vào đăng ký các kênh ấy để xem video chúng tôi tải lên hàng ngày. Tình hình kinh doanh của trang trại. Hôm nay là tháng 11, gần đến tháng 11 âm lịch. Xin mời bà con truy cập vào website trangtraithanhxuan.com và liên hệ theo số hotline 097 487 0000 để được tư vấn và được lấy thông tin.